Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 10 tháng 11 có những thông tin đáng chú ý. Thành viên chính phủ tiếp tục giải trình trước Quốc hội. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp và nông dân cùng có lợi. Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông. Nhiều người đẹp và sao giải trí hội tụ trong phần thi Người đẹp thời trang, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vào tối nay 10 tháng 11. Trong phần tin thế giới, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo về cuộc bầu cử. Brazil ngừng thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 của Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 10 tháng 11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên chính phủ. Và theo kế hoạch thì đây là buổi cuối cùng của phiên chất vấn. Sau phần trả lời chất vấn của một số thành viên chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp trả lời chất vấn và báo cáo thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Trả lời chất vấn của đại biểu về có hay không tòa án cấp trên chỉ đạo án về mặt hành chính với tòa án cấp dưới. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định, Tòa án Nhân dân tối cao tôn trọng xét xử độc lập, không có sự can thiệp. Trong án hành chính thì chúng tôi không có cái chỉ đạo về việc xét xử đối với tòa án cấp dưới, kể cả án hành chính cũng như là tất cả các loại án khác. Tòa án thì tôn trọng cái xét xử độc lập của tòa án cấp dưới, không có sự can thiệp. Còn cái việc mà địa phương người ta lúng túng về việc áp dụng pháp luật thì người ta hỏi trong trường hợp này thì phải áp dụng cái luật nào, thì chúng tôi hướng dẫn về mặt áp dụng pháp luật khi có các cái cách hiểu khác nhau về một nội dung luật. Trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề ô nhiễm không khí, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, đây là vấn đề phổ biến tại các khu đô thị, đặc biệt là tỷ lệ bụi mịn trong không khí. Bộ sẽ lắp đặt thêm các trạm quan trắc và có cảnh báo kịp thời tới người dân và các bất cập sẽ được giải quyết từng bước khi luật bảo vệ môi trường được thông qua. Trong thời gian vừa rồi thì chúng ta đã tăng cường các cái trạm, đặc biệt là như thành phố Hồ Chí Minh, trước đây chưa có trạm tự động, hiện nay đã duy trì các phòng thí nghiệm và bắt đầu đầu tư xây dựng các cái trạm quan trắc tự động để cung cấp các số liệu. Và đặc biệt ở Hà Nội hiện nay thì chúng ta đã có một cái app để cung cấp từ các cái trạm đo của thành phố Hà Nội cũng như là Bộ Tài nguyên Môi trường để cung cấp cho mọi người dân có thể là tiếp cận được cái chất lượng môi trường không khí. Thì với tinh thần như thế thì báo cáo đại biểu là trong thời gian tới khi mà luật bảo vệ môi trường 2020 được phê duyệt thì tôi cho rằng sẽ có rất nhiều cái dung, nhiều cái vướng mắc hiện nay sẽ được giải quyết, đặc biệt thông qua cái việc là xây dựng có hệ số các cái hệ thống để quan trắc thát cũng như là cung cấp các cái chất lượng về không khí cũng như là chất lượng về môi trường nói chung cho người dân. Xin hết. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng đã trả lời chất vấn của đại biểu về hạ tầng giao thông cho khu vực Tây Nguyên. Cái việc mà xây dựng đường cao tốc là rất cần thiết, nhưng mà trong giai đoạn hiện nay là cần phải nâng cấp các cái quốc lộ kết nối Tây Nguyên với vùng ven biển để có thể phục vụ cho bà con đi lại tốt hơn. Bởi vì khi đi đường cao tốc thì chúng ta phải thu phí, còn chúng ta nâng cấp các quốc lộ thì chúng ta không thu phí. Do đó hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai 3 cái dự án kết nối Tây Nguyên với vùng ven biển. Trả lời câu hỏi của đại biểu về hạ tầng phục vụ ngành thủy sản, theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân dẫn đến việc hạ tầng còn thiếu và yếu là do chưa bố trí được kinh phí. Trong giai đoạn vừa qua thì cái việc bố trí cho các cái hạ tầng thủy sản chúng ta đang còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu. Và cái vấn đề này thì không phải chỉ có hạ tầng thủy sản mà còn nhiều cái hạ tầng khác mà nhu cầu rất lớn nhưng chúng ta chưa có điều kiện để thực hiện ngay. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có lẽ là trong giai đoạn này thì chúng ta đang phải thực hiện rất nhiều các cái nhiệm vụ thanh toán nợ đọng, rồi thanh toán các dự án, thực hiện các dự án chuyển tiếp, rồi hoàn ứng, rồi rất là nhiều nợ vấn đề.
nên là các cái cảng cá mà đã bố trí trong kế hoạch chúng ta cũng chưa có đủ tiền để mà làm. Cái giải pháp trong sắp tới thì trong cái nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn theo cái quyết định 973, nghị quyết 973 của Ủy ban Quốc hội thì đã có vấn đề đưa vấn đề này vào và dự kiến là sẽ bố trí trong giai đoạn tới là tổng cộng là khoảng 170 dự án với khoảng 4.370 tỷ đồng trong giai đoạn 21-25 để giải quyết vấn đề này. Đối với các kênh truyền hình nước ngoài phát triển trên nền tảng số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin đến đại biểu Quốc hội. Các kênh truyền hình nước ngoài ngày càng lấn lướt các kênh truyền hình trong nước cả về lượng thuê bao và doanh thu, trong đó thì nhiều nội dung chưa được quản lý. Doanh nghiệp nước ngoài thì chưa phải thực hiện các quy định pháp luật Việt Nam và 2020 cũng tăng trưởng mạnh. Thuê bao của Netflix riêng quý 1 2020 tại Việt Nam là tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Netflix thì đúng là có nhiều nội dung vi phạm quy định pháp luật Việt Nam như pháp luật về báo chí, điện ảnh, trẻ em. Cụ thể là phản ánh sai trái lịch sử, thí dụ như loạt phim về chiến tranh Việt Nam. Xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, thí dụ như phim Madam Secretary. Có nội dung bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm. Thì bây giờ các cái giải pháp mà cần phải làm sớm và làm nhanh là sửa đổi cái nghị định số 06 năm 2016 về quản lý cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trên Internet để quản lý các nền tảng xuyên biên giới. Cái nghị định này thì Bộ Thông tin Truyền thông đã soạn thảo xong, đang trình chính phủ và đang xem xét. Dù là buổi cuối cùng của phiên chất vấn, nhưng vẫn còn rất nhiều đại biểu đăng ký đặt câu hỏi để chất vấn các thành viên chính phủ. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Về công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN 37, các nước đánh giá cao Việt Nam đã nỗ lực tổ chức đầy đủ, chú đáo các hoạt động của ASEAN qua hình thức họp trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Các nước tái khẳng định tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của ASEAN không chỉ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 mà còn trong mọi hoạt động của ASEAN. Các bộ trưởng nhất trí, ASEAN cần có những bước đi mới, vừa tăng cường phòng chống dịch bệnh, vừa xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế. Các bộ trưởng đánh giá cao các sáng kiến như lập quỹ ASEAN phòng chống COVID-19, kho dự trữ vật tư y tế, quy trình ứng phó dịch bệnh của ASEAN và kế hoạch phục hồi. Về Biển Đông, các nước nhất trí, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trong khu vực cần được coi là ưu tiên cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi cộng đồng thế giới đang tập trung các nỗ lực chung tay ứng phó với đại dịch COVID-19. Các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng kiềm chế không có các hành động làm phức tạp tình hình, đề cao luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC và nhanh chóng khôi phục đàm phán COC hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các địa phương tiếp xúc với cử tri ở các địa phương trong tỉnh. Ghi nhận tổng hợp của các phóng viên thời sự. Tại buổi tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri phường 9 thành phố Vũng Tàu đã nêu 10 ý kiến liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho 29 hộ dân tại khu dân cư Đại An, về dự án tòa nhà Petroseco, về thuế đất, về việc nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn. Cử tri cũng phản ánh những bất cập về việc đặt tên đường, số nhà, ô nhiễm môi trường trên đường V3 lên núi lớn, kiến nghị sửa chữa nâng cấp trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh. Một số thắc mắc của các cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân tỉnh trực tiếp giải đáp thỏa đáng. Về các vấn đề liên quan đến 29 hộ dân tại dự án Đại An và tòa nhà Petroseco, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh hứa sẽ giải đáp cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Tiếp xúc với cử tri ở các xã thị trấn của huyện Long Điền, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện đã thông báo đến cử tri tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và huyện 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020, kết quả xử lý các ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc trước. Các cử tri đánh giá cao những kết quả mà tỉnh, huyện đạt được từ đầu năm đến nay, đồng thời phản ánh việc triển khai đề án quy hoạch đô thị Long Hải còn chậm, đề nghị ngành chức năng chú trọng phát triển dịch vụ du lịch của địa phương, xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng.
Đa số cử tri ở huyện Xuyên Mộc thống nhất cao với những nội dung báo cáo và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội trong 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện báo cáo trong buổi tiếp xúc. Một số ý kiến cử tri kiến nghị địa phương cần quan tâm xem xét lại vấn đề tách thửa đất cho một số hộ dân có đất nằm tại những vị trí không có lối đi, đề nghị tỉnh sớm đưa trung tâm cai nghiện bắt buộc đi vào hoạt động. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện các sở ban ngành, lãnh đạo địa phương trao đổi và giải đáp làm rõ, đồng thời tiếp tục chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh về thu chi ngân sách nhà nước năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện năm 2020 là hơn 74.511 tỷ đồng, đạt 98% so với dự toán và bằng 83,9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm là hơn 23.938,4 tỷ đồng, đạt 100,8% so với dự toán. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh là 65.904,9 tỷ đồng, bằng 86,7% so với dự toán năm 2020 và bằng 88,4% so với thực hiện năm 2020. Dự toán thu chi ngân sách tỉnh năm 2021 được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán thời kỳ ổn định ngân sách năm giai đoạn 2017-2020. Đối với dự toán thu tập trung khai thác nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành lĩnh vực kinh tế của tỉnh, tăng cường nguồn vốn từ xã hội hóa nhằm bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đối với dự toán chi, phải bố trí cho ngân sách hợp lý, chặt chẽ, tránh lãng phí, ưu tiên khoảng 50% cho đầu tư phát triển và tăng chi cho mục tiêu phát triển con người, đồng thời dành nguồn lực ngân sách địa phương để bố trí chi trả nợ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đã phát hành năm. Bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bố trí kế hoạch vốn các hạng mục nhằm tập trung xây dựng các xã nông thôn mới theo kế hoạch. Sau khi nghe ý kiến các sở ngành địa phương, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua nội dung tờ trình về thu chi ngân sách trình Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ họp sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương trong 2 tháng còn lại phải xử lý nghiêm xong nhiệm vụ về công tác giải ngân, đồng thời ra soát chỉnh sửa một số số liệu theo góp ý tại cuộc họp nhằm hoàn chỉnh tờ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được ký kết. Với những kết nối này thì nông dân yên tâm sản xuất, không lo về đầu ra. Doanh nghiệp cũng có được nguồn nguyên liệu, hàng hóa ổn định, đạt chất lượng như mong muốn. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuy ở ấp Tân Hà, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ có 24 năm trồng rau theo phương pháp truyền thống trên diện tích 5.000 m2. Tháng 4 năm 2020, ông Tuy là nông hộ đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu ký hợp đồng liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 4K Farm có trụ sở ở phường 7 thành phố Vũng Tàu. Theo hợp đồng, gia đình ông Tuy sản xuất rau theo hướng công nghệ cao, trồng rau trong nhà màng cùng với hệ thống tưới tiên tiến, tuân thủ nghiêm mọi hướng dẫn giám sát của đội ngũ kỹ sư công ty. Sản phẩm đảm bảo không sử dụng thuốc trừ sâu, không chất kích thích tăng trưởng, không chất bảo quản và không sử dụng giống biến đổi gen. Trước khi xuất bán, sản phẩm được công ty lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và nếu sản phẩm đạt mọi tiêu chuẩn đặt ra, công ty 4K Farm thu mua 100% sản phẩm rau của gia đình ông Tuy. Thực tế, trồng rau theo phương thức truyền thống, mỗi năm gia đình ông Tuy thu hoạch 8 đến 10 lứa, sản lượng hơn 2 tấn một lứa, 1.000 m2, nhưng lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, khiến thu nhập không ổn định. Sau khi liên kết với doanh nghiệp từ tháng 4 đến nay, sản lượng mỗi lứa rau của gia đình ông tăng đáng kể, trung bình 3 tấn một lứa, 1.000 m2. Giá thu mua của công ty ổn định từ 8 đến 10.000 đồng một ký, nên sau khi trừ chi phí, ông Tuy thu nhập trên 15 triệu đồng một lứa một tháng, cao hơn từ 5 đến 7 triệu đồng so với trước đây. Làm như theo một cái quy trình công nghệ cao này thì rất là ok. Thì đó là về được một cái điểm nhấn là quan trọng nhất, thì bên chỗ cái sức khỏe mình và cộng đồng. Nếu như mà ở bên ngoài á thì thuốc người ta xịt thường thường người ta phải tăng liều.
Đối với cái sản lượng thì đối như năm lứa vừa rồi mà tôi sản xuất thì càng ngày nó có phát triển càng mạnh hơn. Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 4K Farm triển khai liên kết sản xuất với nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay, mô hình liên kết được nhân rộng từ xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ sang các huyện Châu Đức, Đất Đỏ với 80 hộ dân tham gia trên diện tích hơn 10 hectare. Sản phẩm rau ăn lá do các nông hộ cung cấp đều được các siêu thị Bách Hóa Xanh bao tiêu 100% sản phẩm. Thực ra 4K Farm có một cái sứ mạng là mang lại cái sản phẩm nông sản sạch, tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Rồi sứ mạng thứ hai là mình muốn mang đến một cái cuộc sống ấm no và thịnh vượng, bền vững cho bà con nông dân. Thì để kết hợp được hai cái sứ mạng đó mà có cái tác động lớn lao đến cái thị trường và cái xã hội ấy, thì cái mô hình liên kết với bà con nông dân là cái lựa chọn mà theo như tôi nghĩ là nó tốt nhất. Bởi vì mình vừa hỗ trợ được bà con nông dân trong cái việc phát triển cuộc sống ổn định, không bị nhiễm các cái thuốc trừ sâu mà trong cái công việc hàng ngày họ phải sử dụng. Rồi mình đưa ra được cái sản lượng nhiều, tốt, dựa trên cái số lượng nông dân rất là nhiều, để từ đó mang ra cái sản phẩm nông sản sạch 4.0, không thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản, không sử dụng chống biến đổi gen cho người sử dụng. Châu Đức có diện tích trồng bắp lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khoảng 6.000 hectare. Nhiều năm qua, thu nhập từ trồng bắp lấy hạt của nông dân bấp bênh do ảnh hưởng thời tiết. Với mô hình trồng bắp lấy thân làm thức ăn gia súc, xuất khẩu đi Hàn Quốc do Hội Nông dân huyện Châu Đức ký kết với các công ty xuất khẩu, đang mở ra hướng làm ăn mới cho nông dân trên địa bàn. Từ năm 2020 đến năm 2025, công ty trách nhiệm hữu hạn LTD Trí Nguyễn cam kết thu mua mỗi năm 3.000 tấn cây bắp. Với giá thu mua mỗi ký, vụ đầu tiên là 650 đồng, vụ thứ hai 950 đồng, vụ thứ ba là 1.200 đồng. Tháng 5 năm 2020 đến nay, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã vận động nông dân trồng giống bắp lấy thân trên 40 hectare tại các xã Bình Giả, Bình Trung và Sơn Bình. Bắp lấy thân được thu hoạch vào tháng 10, bình quân mỗi hectare cho sản lượng 45 đến 50 tấn. Ở vụ thu hoạch đầu tiên, nông dân thu lợi nhuận gần 30 triệu đồng, cao hơn 10 đến 12 triệu đồng một hectare so với giống bắp lấy hạt. Thì hợp đồng và công ty làm bệnh cũng được trở lại chặt với dân là mừng rồi. Kinh tế nó cao hết. Do mình đã ký hợp đồng với khách hàng đối tác bên Hàn Quốc cho Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc để xuất khẩu sản phẩm cây bắp ủ thân, cây ngô ủ chua dành làm thức ăn cho bò. Còn hướng đến cái vụ 1 này xong là vụ 2 công ty chúng tôi sẽ đầu tư tiếp tục cho dân để phát triển trồng vụ 2 sẽ tăng số lượng hơn. Hiện các doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang thực hiện liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đối với 50 hectare lúa, gần 14.000 hectare cao su, 1.239 hectare tiêu, 123 hectare cacao, 9 hectare rau, 52 hectare cây ăn quả, 446 hectare chuối. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Sở Giáo dục và Đào tạo, từ 2 năm học trước, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai tăng thêm 2 tiết tiếng Anh ngoài khung chương trình chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng tiết tiếng Anh, các trường phổ thông cũng đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bộ môn tiếng Anh và các hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở từng khối lớp. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường Trung học cơ sở Long Toàn, thành phố Bà Rịa và Trung học cơ sở Huỳnh Tịnh của huyện Long Điền. Năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở Huỳnh Tịnh của huyện Long Điền chính thức tăng 2 tiết tiếng Anh một tuần cho cả 4 khối lớp 6, 7, 8, 9. Nhà trường cũng thực hiện các giải pháp không phân công giáo viên tiếng Anh làm công tác chủ nhiệm để tập trung đầu tư cho chuyên môn. Tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh nhằm tạo cơ hội cho học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi Olympic trực tuyến. Một tuần thì con được học 5 tiết tiếng Anh, như vậy thì con có thể học được cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết và con có thể là cải thiện được cái vốn tiếng Anh của mình rất là tốt. Về khả năng thực tế thì các em thực hành tiếng có mạnh dạn hơn trong cái kỹ năng giao tiếp và nói. Các em có những cái cơ hội để phát triển thêm cái năng lực sử dụng tiếng của mình. Tại trường Trung học cơ sở Long Toàn, thành phố Bà Rịa, bên cạnh việc tăng thêm 2 tiết tiếng Anh cho học sinh các khối lớp 6, 7, 8, mới đây, trường còn hợp tác với Trung tâm Anh văn Hội Việt Úc tại thành phố Bà Rịa, mời giáo viên bản xứ dạy thêm cho mỗi lớp một tuần 2 tiết bằng nguồn đóng góp của phụ huynh, với gần 80% học sinh nhà trường đăng ký theo học.
kỹ năng nghe nói tiếng Anh của học sinh cải thiện đáng kể. Khi mà được học với người nước ngoài, em cảm giác như là mình đã tốt hơn khi mà phát âm nè, và nói trực diện với người nước ngoài không có sợ bị run hay là sợ hãi, không có sợ run hay sợ hãi gì hết. Giáo viên tiếng Anh cũng có cái cơ hội để mà tiếp cận với lại các giáo viên của người nước ngoài để cùng trao đổi về các cái kiến thức, và trong đó đặc biệt nhất là cái kỹ năng nghe và nói để nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình. Dạy các em học sinh ở các trường phổ thông, tôi thấy phần lớn các em có kiến thức từ vựng và ngữ pháp tốt, nhưng về phát âm từ chưa chuẩn. Đôi khi các em còn ngại, không tự tin giao tiếp, nên các trường cần tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với giáo viên bản ngữ thường xuyên hơn. Để khuyến khích học sinh học môn tiếng Anh, năm học 2020-2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thực hiện chế độ tăng học bổng cho những em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi về tiếng Anh. Các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế IELTS, TOEFL. Đây là năm thứ 6 Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện chính sách này, qua đó góp phần không nhỏ trong thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện ngoại ngữ, nắm bắt chìa khóa hội nhập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và càng vững tin hơn khi hội nhập sâu rộng với thế giới sau này. Thưa quý vị, 20 giờ tối nay 10 tháng 11 tại thành phố Vũng Tàu diễn ra phần thi người đẹp thời trang trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 11, thì 35 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tham quan khám phá nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng ở thành phố Vũng Tàu, đồng thời cũng để ghi hình trải nghiệm văn hóa ẩm thực, sinh hoạt của cư dân bản địa. Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, phần thi Người đẹp thời trang diễn ra tối nay 10 tháng 11 có sự góp mặt của nhiều người đẹp như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vi, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thúy An, siêu mẫu Như Vân, các ca sĩ Lệ Quyên, Quang Dũng, Hồ Quang Hiếu, cùng 35 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sân khấu của đêm thi Người đẹp thời trang được lắp dựng ngoài trời, sát biển, trải dài 40m. Dự kiến sẽ có hơn 5.000 khách mời tham dự. Ban tổ chức bố trí 4 màn hình lớn ở gần khu vực sân khấu và 2 màn hình ở đường Quang Trung để phục vụ người dân địa phương, du khách theo dõi. Phần thi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 từ 20 giờ. Những diễn biến mới nhất liên quan vấn đề hậu Brexit và hậu bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ mở đầu phần thời sự quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson vừa vấp phải thất bại nặng nề tại Quốc hội khi Thượng viện nước này bác dự luật thị trường nội địa. Và đây cũng được xem là động thái sẽ gia tăng thêm áp lực cho quá trình đàm phán giữa Anh với EU cho thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thượng viện Anh đã bác bỏ những điều khoản quan trọng của dự luật thị trường nội địa liên quan đến vùng Bắc Ireland. Đây từng là văn kiện được London kỳ vọng tạo ra mạng lưới an toàn cho các quy định hoạt động thương mại trong nước. Những động thái mới nhất tại Anh diễn ra trong thời điểm London và Liên minh châu Âu đang nỗ lực tìm tiếng nói chung cho thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ông William Barr vừa ủy quyền cho các công tố viên liên bang điều tra về những bất thường trong cuộc bầu cử tổng thống. Dù Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định chưa phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào, nhưng giới chuyên gia cho rằng động thái này có thể sẽ khích lệ các thủ tục pháp lý mà đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đang tiến hành. Trong thông báo gửi cho các công tố viên liên bang và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, Bộ trưởng Tư pháp ông William Barr cho biết, ông đồng ý để các công tố viên liên bang theo đuổi những vụ khiếu kiện liên quan tới các cáo buộc xác đáng cho những bất thường trong quá trình bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống. Thông báo trên được đưa ra trong thời điểm đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã tiến hành các thủ tục pháp lý ở một số bang với cáo buộc có gian lận trong quá trình bầu cử. Chuyển sang những vấn đề khác. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc bà Kim Kyung Kwa vừa tái khẳng định cam kết đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước diễn ra tại Washington trong khuôn khổ chuyến thăm của quan chức ngoại giao hàng đầu Hàn Quốc được thực hiện sau khi ông Joe Biden, ứng cử viên của đảng Dân Chủ được truyền thông Mỹ đưa tin là đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc bà Kang Kyung-hwa đã thảo luận về những ưu tiên trong quan hệ song phương và khu vực.
trong đó có việc phối hợp đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như mở rộng hợp tác thông qua chiến lược của Mỹ về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc. Ngoài ra, Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về vấn đề trao đổi nhân sự giữa hai nước và việc bầu Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Hôm qua, với số phiếu áp đảo, Quốc hội Peru đã thông qua nghị quyết phế truất Tổng thống Martin Vizcarra với cáo buộc phạm tội tham nhũng khi còn giữ chức thống đốc tỉnh Moquegua ở miền Nam. Chủ tịch Quốc hội Peru, ông Manuel Merino, tạm thời điều hành đất nước. Trước đó, ông Martin Vizcarra đã có mặt tại Quốc hội để điều trần về vụ việc và bác bỏ những cáo buộc tham nhũng. Đồng thời, chỉ trích tiến trình phế truất ông được thực hiện bằng những cáo buộc chưa được cơ quan pháp luật kiểm chứng. Sau đây là ghi nhận về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Truyền thông Mỹ vừa đưa tin thêm hai quan chức thân cận nữa của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Đó là Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị, ông Ben Carson, 69 tuổi, và Cố vấn của Tổng thống Trump, ông David Bushy, 55 tuổi. Hiện tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Ben Carson đều tốt. Còn theo hãng tin NBC, ông Bushy đang tự cách ly tại nhà. Cơ quan giám sát y tế Brazil vừa cho biết đã dừng thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine CoronaVac phòng COVID-19 do Trung Quốc phát triển. Quyết định được đưa ra sau khi có thông báo về trục trặc trong quá trình thử nghiệm, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Hiện vaccine CoronaVac đang được thử nghiệm giai đoạn 3 tại Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Indonesia và Trung Quốc. Các hãng dược Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức vừa thông báo một loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do hai công ty này phối hợp phát triển có mức độ hiệu quả lên tới hơn 90% trong giai đoạn 3 thử nghiệm trên người, cũng là giai đoạn thử nghiệm cuối. Theo thông báo của Pfizer và BioNTech, vaccine phát huy hiệu quả bảo vệ 7 ngày sau khi các tình nguyện viên được cho dùng liều thứ hai và 28 ngày sau khi dùng liều thứ nhất. Hãng Pfizer cho rằng kết quả trên đánh dấu bước tiến lớn tới mục tiêu cung cấp vaccine COVID-19 cho người dân trên toàn thế giới. Tin bão gần Biển Đông, cơn bão Famco. Bão số 12 vừa suy yếu thì gần Biển Đông lại xuất hiện cơn bão mới có tên quốc tế là Famco. Lúc 13 giờ, bão cách phía nam đảo Luzon, Philippines khoảng 700 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là 75-90 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, đây tiếp tục là cơn bão mạnh và có tốc độ di chuyển nhanh. Bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vào ngày 14 và 15 tháng 11. Bà con ngư dân không nên ra khơi thời điểm này và cần theo dõi chặt chẽ thông tin về diễn biến cơn bão. Những tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 10 tháng 11. Do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 nên khu vực tỉnh có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Ngoài ra, ở khu vực ven biển xuất hiện gió mạnh cấp 4, cấp 5. Ngày mai trời nắng gián đoạn, nền nhiệt duy trì ở mức vừa phải, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, đêm và sáng sớm trời mát. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, vùng ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 72-86%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông, trong cơn dông có thể có sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 80%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Người dân cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Bắc cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 11 năm 2020, mực nước cao nhất 390 cm xuất hiện lúc 23 giờ, thấp nhất 165 cm xuất hiện lúc 15 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.